Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Kết thúc tập trước, trông thấy Tư Không Chấn liên tục thu lấy kỳ lân chi lực, sau đó cung kính đưa đến trước mặt tầng Trần, làm cho tất cả cường giả của Tư Không Thánh Địa đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn tưởng rằng đại nhân sẽ nhân cơ hội cướp đoạt lực lượng kỳ lân, nhưng ai từng nghĩ, Tư Không Chấn đại nhân chẳng những không có tự mình thôn phệ, ngược lại là thu nạp giúp đối phương, hoặc bắt như là một trợ thủ. Thế này là sao? Mà thấy những người khác đều ngây ra ở đó, Tư Không Chấn sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lớn, mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? còn không mau thu liễm lực lượng kỳ lân giúp tiểu hữu nhớ kỹ nếu để bản tọa nhìn thấy có bất kỳ ai dám trộm lấy lực lượng kỳ lân của tiểu hữu làm mất mặt mũi tư không thánh địa ta thì đừng trách bản tọa không khách khí tiểu hữu bổn tọa tới giúp ngươi thu liễm lại tư không chấn vừa mở miệng vừa ra vẻ trấn định giống như không nhận ra tầng trần không ngừng thu liễm kỳ lân khí cho tầng trần kỳ lân chi khí cuồn cuộn trực tiếp bị tần trần thôn phệ lực lượng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể từng trần một phần trong đó bị từng trần trực tiếp đưa vào trong thế giới hỗn độn cho đám người hồng hoang tổ long trực tiếp cắn ngút chỉ nhìn thấy trên người hồng hoang tổ long từng đạo kim quang tung hoành giống như có tường thủy khí đang phun trào kinh sợ cửu thiên thập địa khiến cho toàn bộ thế giới hỗn độn đều ầm ầm nổ vang kỳ lưng tinh huyết ha ha không hổ là một tia tinh huyết của thần thú chí cao vô thượng trong vũ trụ hải cho dù chỉ là tạp huyết cũng không phải chuyện nhỏ bổ thật sự là quá bổ trong thế giới hỗn độn hồng hoang tổ long cười ha ha cắn mức thiên phú lực của kỳ lưng lão tổ cảm ngộ thần thông huyết mạch trong đó trên người hắn từng đạo khí tức đáng sợ bốc lên chân long lực giống như nhận được lột xác hỗn độn chân long trên người hồng hoang tổ long tản mắt ra long khí ngút trời minh ngộ các loại lực lượng khác nhau huyết hà thánh tổ lão già từ nay về sau ngươi nhìn thấy bản tổ sợ là phải gọi là phụ thân rồi nếu không lão tử đánh chết ngươi hồng hoang tổ long vừa thăng cấp vừa kiêu ngạo nói mẹ nó lão long ngươi cho rằng chỉ có ngươi đạt được lợi ích gì sao huyết hà thánh tổ vẻ mặt khinh thường bởi vì lúc này một đạo tinh huyết chi lực kinh người cuốn tới xuất hiện trước mặt hắn là một thân tinh huyết của kỳ lân lão tổ tinh huyết thứ này từng từng cảm ngộ một chút là đủ rồi thật sự để hắn cắn ngút luôn cảm thấy có chút buồn nôn nhưng huyết hà thánh tổ chính là huyết tổ chân chính tinh huyết càng cường đại sau khi hắn hấp thu lợi ích càng nhiều chỉ thấy tinh huyết cuồn cuộn của kỳ lân lão tổ như đại dương mênh mông bị hắn thôn phệ trong khoảnh khắc bản thể dòng sông máu mênh mông của huyết hà thánh tổ lập tức gầm thét lên sóng máu cuồn cuộn ngập trời thật giống như trời long đất lở lợi hại kỳ lân thần thú của bộ tộc hắc ám sao hóa ra là kết cấu tinh huyết như vậy quả nhiên có khác biệt với tinh huyết vạn tộc của vùng vũ trụ này kỳ lân tinh huyết đây chính là kỳ lân lực sao quả nhiên chỉ là một tia tạp huyết tạp chất trong đó quá nhiều bất quá mặc dù có rất nhiều tạp chất kỳ lân tinh huyết vẫn phi phàm như trước kỳ lân lão tổ kia quá yếu căn bản không có phát huy ra được sức mạnh huyết mạch kỳ lân trong cơ thể mình trên không huyết hà thân ảnh huyết hà thánh tổ hiện lên cười ha ha vô cùng vui sướng mặc dù chỉ là tinh huyết của chí tôn đỉnh phong sơ kỳ nhất đối với vị chí tôn viễn cổ đỉnh phong huyết hà thánh tổ này mà nói căn bản không đáng kể chút nào nhưng trọng yếu là bên trong tinh huyết của kỳ lân lão tổ này ẩn chứa huyết mạch kỳ lân càng là có kết cấu huyết dịch chí tôn của bộ tộc hắc ám để cho huyết hà thánh tổ đối với kết cấu lực lượng của bộ tộc hắc ám có lý giải hoàn toàn mới không chỉ có huyết hà thánh tổ bao gồm uyên ma chi chủ thiên hỏa tôn giả vạn linh ma tôn mỗi người đều được lợi không thể tưởng tượng nổi ngay cả vạn giới ma thụ cũng được linh hồn lực của kỳ lân lão tổ tẩm bổ đương nhiên đạt được lợi ích lớn nhất vẫn là tần trần trên người tần trần sức mạnh cuồn cuộn bắt đầu khởi động tinh huyết linh hồn huyết thống của kỳ lân lão tổ hắn chỉ cảm ngộ một chút mà thôi thứ hắn thật sự luyện hóa chính là căn nguyên của kỳ lân lão tổ đại biểu cho một thân bản nguyên tu vi của hắn lượng lớn căn nguyên bị tần trần thu liễm vào trong cơ thể khí tức trên người từng trần điên cuồng tăng lên như đại dương bất quá từng trần cũng không triệt để thôn vệ những bản nguyên này dù sao một gã sơ kỳ đỉnh phong chí tôn cần cẩn thận luyện hóa cảm ngộ bản nguyên trong đó trở thành lực lượng của mình sao có thể như vậy thôn vệ trong khoảnh khắc bản nguyên của kỳ lân lão tổ liền bị từng trần thu liễm vào trong cơ thể phong ấn lại mà giờ phút này trên đại lục hắc ám tại kỳ lân thần quốc vô số cường giả kỳ lân thần quốc dưới sự dẫn dắt của kỳ lân hoàng chủ cả người máu tươi hoảng sợ nhìn lên trời trên chân trời hư ảnh to lớn của kỳ lân lão tổ đã triệt để biến mất không thấy Trước khi tan biến, bọn họ chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thảm của lão tổ, sau đó mỗi người đều trọng thương hột máu, chẳng biết gì cả. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều sợ hãi, đều hồi hộp, lão tổ cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là một suy nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu bọn họ. Sau một khắc, trên chân trời vô tận, mây máu ngưng tụ, mưa máu cùng cuộn trút xuống, thiên địa cùng bi. Mưa máu tầm tã, đây là thiên địa dị tượng mà lão tổ vẫn lạc mới có. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Kỳ Lân thần quốc đều lâm vào trong bi thương cùng sợ hãi vô tận, nhưng mà một lát sau, không người nào lo được sợ hãi cả kỳ lưng lão tổ vẫn lạc toàn bộ kỳ lân thần quốc đều bắt đầu sụp đổ từng ngọn núi đều sụp đổ thiên địa xé rách đại địa phun trào dung nham trời đất huyết vũ một cảnh tượng tận thế tiến đến sắc mặt kỳ lân hoàng chủ lơ lửng trên bầu trời xám trắng tuyệt vọng nhìn kỳ lân thần quốc đổ nát hắn biết kỳ lân thần quốc xong rồi quay trở lại tư không thánh địa trong hư không mật địa từng trần thu liễm căn nguyên nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất thân sắc lạnh nhạt trong sân tất cả mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ nhìn từng trần trước mặt bọn họ từng trần mạnh mẽ đánh chết một vị lão tổ chí tôn cảnh tượng như vậy thật sự khiến người ta chấn động đúng lúc này tư không chấn cười ha ha đi tới cười to nói ha 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 chúc mừng tiểu hữu chém giết kỳ lân lão tổ thật đáng mừng đáng để chúc mừng đám người là văn trưởng lão thấy vậy thì ngơ ngác nhìn tư không chấn đại nhân đây là uống nhầm thuốc sao thằng nhãi trước mắt này giết kỳ lân lão tổ có gì đáng chúc mừng lát nữa lão tổ nhất định sẽ tức giận trách phạt chắc chắn không thể thoát được có chuyện gì đáng để cao hứng sao lại thấy tư không chấn động một bên tiến lên vừa cười vừa nói đã sớm nghe an vân nói tiểu hữu ngươi thực lực thông thiên cái thế vô địch diệt sát kỳ lân lão tổ kia không thành vấn đề hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tại hạ thật sự bội phục bội phục tư không an vân nghe vậy thì vẻ mặt ngây ngốc mình có từng nói như vậy với phụ thân chưa quay đầu lại thấy ánh mắt phụ thân có chút khẩn cầu tư không an vân thở dài trong lòng cuối cùng cũng không nói toạc ra với hiểu biết của nàng về phụ thân nàng biết chắc là phụ thân phát hiện ra điều gì nhưng sắc mặt từng trần lại không chút thay đổi nói thật sao đúng vậy tư không chấn liên tục gật đầu nói nào hôm nay tiểu hữu đến tư không thánh địa của ta là vinh hạnh của tư không thánh địa ta xin mời ngồi tư không chấn tiến lên vội vàng xua tay nói tư thái có chút thấp muốn nên đón từng trần ngồi lên chủ vị ngồi thì không cần ta thấy tư không thánh địa không giống như là muốn mời bản thiếu vậy bản thiếu gia sao phải ở lại đây lâu một chút bất quá trước khi đi còn xin các hạ đem đám người phi ác mang đến bọn họ là bản thiếu đề cử đến tư không thánh địa bản thiếu phải có lý do đưa bọn họ rời đi từng trần đạm mặt nói đứng ở một bên lạc văn trưởng lão nhìn thấy thái độ của từng trần kiêu ngạo như vậy cuối cùng không nhịn được cười lạnh liên tục nói ngươi đề cử tới nực cười Phi ác rõ ràng là đội tuần tra sứ của Tư Không Thánh Địa ta, sao có thể xem là người của ngươi? Huống chi Phi ác vi phạm quy củ của Thánh Địa ta, đã. Lời còn chưa nói hết, Lạc Văn trưởng lão đột nhiên bị một cổ cự lực đánh lên mặt, cả người như là bao vải rách bay ra ngoài, khuôn mặt nhanh chóng sưng lên, nửa người đều sắp bị đánh nổ tung. Là ai? Hắn trốn dựng quay đầu, liền thấy Tư Không chấn lạnh như băng nhìn hắn, trong đôi mắt càng đầy sát khí. Lạc Văn trưởng lão, khi nào thì Tư Không Thánh Địa đến phi ngươi làm chủ? Đồ không biết sống chết dám mất kính với tiểu hữu như vậy, còn không mau xin lỗi, nếu không bản tọa giết chết ngươi tư không chấn giận dữ hét lên tất cả mọi người ở đây thế vậy thì đều choáng váng chuyện này đã xảy ra chuyện gì tư không chấn đại nhân lại ra tay với lạc văn trưởng lão chỉ vì đối phương phản bác lại thiếu niên trước mắt một chút mà thôi coi như là thiếu niên kia đánh chết kỳ lưng lão tổ lấy thực lực tư không chấn đại nhân cũng không cần phải sợ hãi như vậy chứ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người lúc này tư không chấn sắp phát điên mẹ nó một lũ không có đầu óc tư không thánh địa đều sắp bị các ngươi hại chết rồi một cổ sát khí nồng đậm ngưng tụ tư không chấn liền đi về phía lạc văn trưởng lão lạnh giọng nói Lạc văn trưởng lão ngươi tưởng bản tọa sẽ không giết ngươi sao mau xin lỗi cho bản tọa lúc này sát khí trên người hắn giống như thực chất ánh mắt lạnh như băng kia khiến toàn thân lạc văn trưởng lão run lên hắn biết tư không chứng thật sự đã nổi giận tiểu hữu thật xin lỗi trước đó là lão phu lỗ mãn không dám cãi lại lạc văn trưởng lão vội vàng giãy dụa xin lỗi từng trần quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho ta ngươi làm vậy là sao tư không chứng giận dữ hét lên mà lạc văn trưởng lão nghe vậy thì bỗng nhiên biến sắc đi quỳ xuống dập đầu chuyện này thực sự là quá vũ nhục người ta bổn tọa hỏi một câu tư không thánh địa này rốt cuộc có phải là bổn tọa làm chủ hay không tư không phẫn nộ quá tâm thần lạc văn trưởng lão chấn động hắn không phải đồ ngốc giờ phút này hắn nhìn từng trần mặt không biểu tình mơ hồ hiểu ra đại nhân phát hiện ra cái gì đó nếu không lấy tính tình đại nhân một lòng bảo vệ tư không thánh địa sao lại để hắn quỳ xuống trước mặt người ngoài chứ tiểu hữu xin lỗi lạc văn trưởng lão quỳ xuống tại chỗ sau đó hắn cắn răng một cái bắt đầu dập đầu trong nháy mắt trên trán đã chảy ra máu tươi nhưng mặt từng trần không chút thay đổi lạc văn trưởng lão chỉ im lặng điên cuồng dập đầu mãi tới khi lạc văn trưởng lão dập đầu tới mức chán biến hình thì từng trần mới thản nhiên nói để bọn phi ác đến gặp ta đi nói xong hắn quay người đi đến một cái ghế giữa phía trước sau đó trực tiếp ngồi xuống trong lòng mọi người sợ hãi cả kinh không khỏi nhao nhau quay đầu chiếc ghế này là của tư không chấn đại nhân nhưng mà tư không chấn giống như không thấy chỉ nói với đám người cổ hà trưởng lão các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì còn không mau mời bọn người phi ác qua đây cho ta nếu xảy ra sai sót gì ta hỏi các ngươi sau đó tư không chấn quay người chắp tay với từng từng nói vừa rồi tại hạ chiêu đãi không chu toàn mong rằng tiểu hữu thứ lỗi bất quá kính xin tiểu hữu biết kỳ lưng lão tổ kia năm đó là tọa kỵ dưới trướng tư không thánh địa lão tổ ta có chút quan hệ với lão tổ cho nên lão phu cũng nói đến đây tư không chấn cười khổ lắc đầu giống như khó nói lên lời mà ngồi ở bên trên từng từng nghe vậy nhưng không có mở miệng lúc trước mục tiêu vương huyết chi khí trấn áp kỳ lưng lão tổ kia là hắn cố ý thả ra mục đích chính là muốn cho tư không chấn cảm nhận được quả nhiên biểu hiện của tư không chấn khiến hắn coi như thỏa mãn nếu đã là hoàng tộc đương nhiên phải có tư thái của hoàng tộc càng hiểu rõ về hắc ám tộc từng trần lại càng rõ ràng địa vị của hắc ám hoàng tộc trong mắt những thế lực này là cỡ nào một lát sau hư không phía trước chấn động mấy bóng người xuất hiện ở vùng hư không này chính là đám người cổ hà trưởng lão mang theo phi ác đến thế nhưng thần sắc mỗi người có chút tiêu tụy bọn họ là từ trong đại lao được mang ra mặc dù tư không thánh địa không có hình phạt gì đối với bọn họ nhưng tâm thần vẫn mệt mỏi giờ này khác này trong lòng phi ác có kích động ngay từ đầu lúc cổ hà trưởng lão dẫn bọn họ ra trong lòng bọn họ còn có chút sợ hãi nhưng về sau cổ hà trưởng lão lại cực kỳ hòa nhã với bọn họ chẳng những để cho bọn họ đổi một thân quần áo mới tinh càng là nói lời dễ nói sắc mặt ấm áp để cho phi ác ẩn ẩn suy đoán đến cái gì quả nhiên khi vừa tiến vào vùng hư không này thì mấy người phi ác cũng nhìn thấy từng trần đang ngồi ở vị trí đầu tiên phi ác mấy người thần sắc lập tức kích động lên từng người vội vàng tiến lên quỳ một gối cung kính hành lễ sắc mặt thần hoàng tiên tử kích động nhìn từng trần nội tâm tràn đầy chấn động không gì sánh được tuy phi ác vẫn luôn nói cho bọn họ biết chỉ cần đại nhân đến đây bọn họ sẽ bình yên vô sự nhưng trong lòng bọn họ khó tránh khỏi vẫn có chút thấp thỏm dù sao nơi này là tư không thánh địa ở hắc ám đại lục cũng là tồn tại không kém thế lực nào bây giờ nhìn thấy từng trần ngồi ở vị trí đầu tiên kích động và hưng phấn trong lòng bọn thần hoàng tiên tử nhất thời không cách nào áp chế đứng lên hết đi từng trần vung tay lên mấy người phi ác lập tức được nâng lên sau đó ánh mắt từng trần lạnh lùng nhìn tư không chấn mấy người bọn họ có chuyện gì vậy tuy rằng thay đổi quần áo mới có một ít thanh tẩy thế nhưng thương thế trên thân mấy người phi ác từng trần vẫn có thể cảm nhận được một ít tiểu hữu mấy người bọn họ là một việc ngoài ý muốn tất cả là lỗi của tài hạ xin tiểu hữu trách phạt mặc dù xưng hô đối với từng trần vẫn là tiểu hữu nhưng thái độ kia lại giống như thuộc hạ nghe vậy lạc văn trưởng lão biến sắc liên tục ngẩng đầu khó tin nhìn tư không chứng thiếu niên trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì vì sao lại để cho tư không chấn đại nhân sợ hãi như vậy hắn vội vàng nói không tất cả đều là lỗi của tài hạ là tài hạ giam giữ mấy người bọn họ lại nếu các hạ muốn trừng trị liền trừng trị ta đi lạc văn trưởng lão cắn răng nói hắn biết việc này rất nguy hiểm nhưng hắn lại không thể để tư không chứng gánh vác trách nhiệm này từng trần không nói thêm gì chỉ nhìn về phía phi ác nói phi ác người nói đi muốn xử lý thế nào phi ác nhìn lạc văn trưởng lão và tư không chấn muốn cầu tình thay hai người dù sao tư không thánh địa là nhà của hắn nhưng do dự một chút vẫn nói mọi chuyện đều nghe theo đại nhân an bài từng trần gật đầu đột nhiên nói lạc văn trưởng lão đúng không lá gan của người rất lớn Tần trần liếc mắt nhìn tư không chấn thẳng nhiên nói tư không chấn người như hắn trở thành trưởng lão tư không thánh địa sẽ chỉ mang đến tai nạn cho tư không thánh địa người có biết không nghe từng trần nói vậy Tư không chấn liên tục không người nói lão phu hiểu là lão phu hồ đồ từ nay trở đi Lạc văn chí tôn không còn là trưởng lão của tư không thánh địa ta tần trần nghe vậy thì lại liếc mắt nhìn sang phi ác sau đó cười nói người này không tệ tư không thánh địa của ngươi cũng không tính là người nào cũng không có nghe vậy tư không chấn vội vàng nói từ giờ trở đi phi ác sẽ là trưởng lão hạch tâm của tư không thánh địa ta trưởng quản tuần sát xứ thánh địa phi ác nghe xong cũng ngẩn ra khẩn trương nói đại nhân ta tần trần khoát tay vỗ vỗ vai hắn đừng căng thẳng tin tưởng ta trưởng lão này ngươi nhất định có thể làm tốt nói xong tần trần quay đầu nhìn về phía lạc văn không biết người này trưởng quản trước kia là gì không cần tần trần nhiều lời tư không chấn lập tức hiểu ra vội vàng nói lạc văn trưởng lão chính là phó trưởng sứ tuần sát hiệp trợ cho phi ác trưởng lão tần trần lại nhìn về phía mấy người thần hoàng tiên tử mấy người các ngươi cũng theo phi ác trong đội tuần tra đi tư không chấn vội vàng nói từ giờ trở đi ba vị chính là phó thống lĩnh đội tuần tra của tư không thánh địa ta tuần sát sứ phó thống lĩnh điều này tối thiểu cần phải có thiên tôn đỉnh phong mới có thể đảm nhiệm chức vụ thần hoàng tiên tử bọn họ ngược lại không sai biệt lắm Tần Trần cũng không nói thêm gì, lấy thực lực của bọn thần hoàng tiên tử, đảm nhiệm một phó thống lĩnh vẫn là tương đối thích hợp, có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm, nếu là chức vụ cao hơn, rất dễ dàng đốt cháy giai đoạn. Không biết tiểu hữu còn có gì phân phó, Tư Không Chấn lại nói. Bổn thiếu ngược lại thật sự có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi, bất quá trước tiên tìm cho bản thiếu một nơi tu luyện đi, đợi sau khi tu luyện kết thúc, lại thương nghị. Bản thiếu cần bản nguyên, lượng lớn tăng nguyên hắc ám, có hiểu không? Tần Trần liếc mắt nhìn Tư Không chứng. Vâng, ta lập tức an bài, kính xin tiểu hữu đi theo ta dứt lời tư không chấn quay người tự mình mang theo từng trần bay về phía trước hư không tầng tầng lớp lớp bị hai người nhanh chóng xẹt qua sau một lát tư không chấn liền mang theo từng trần đi tới một mảnh hắc ám cực kỳ nồng đậm tiểu hữu đây là nguyên nguồn thánh địa của tư không thánh địa cũng là nơi trung tâm của tư không thánh địa ta ở hắc ngọc đại lục này tư không thánh địa ta có lực lượng hắc ám vô tận đều là thánh địa nguyên tuyền này cung cấp trong đó ẩn chứa bản nguyên hắc ám thánh địa ta mang từ đại lục hắc ám đến tiểu hữu sau khi tiến vào tùy ý tìm một chỗ là có thể tu luyện nếu cần gì chỉ cần tiểu hữu một tiếng kêu ta lập tức sẽ tới từng trần lạnh nhạt trực tiếp tiến vào bên trong bản nguyên hắc ám phía trước tư không chấn nhìn thấy từng trần sau khi tiến vào sâu trong bản nguyên hắc ám chậm rãi lui ra ngoài trong ánh mắt lóe ra hào quang kỳ dị tựa như lặng lẽ thở vào một hơi từng trần hắc ám bản nguyên nơi đây thật sự nồng đậm sau khi tiến vào nơi này đám người hồng hoang tổ long đều nhao nhao tháng phục nơi này khắp nơi tràn ngập khí tức bản nguyên hắc ám thuần túy từng đạo lực lượng bản nguyên tán dịch chung quanh phản phất như đặt mình ở hắc ám đại lục đây là lần đầu tiên bọn từng trần nhìn thấy bản nguyên hắc ám nồng đậm như vậy đây chính là lực lượng bản nguyên từ đại lục hắc ám mang về sau khi từng Trần tiến vào thánh địa này lúc này mới khoanh chân ngồi xuống một cổ lực lượng bản nguyên đáng sợ trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn khí tức hắc ám cuồn cuộn nhanh chóng dung hợp cùng bản thân từng Trần, khiến cho trên người hắn lập lòe ra vô số phù văn hắc ám sáng chói phù văn hắc ám đầy trời giống như thiên la địa võng rậm rạp chằng chịt tràn ngập nơi này mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một đạo bản nguyên quy tắc của hắc ám đại lục cùng lúc đó bên trong thân thể của từng trần bản nguyên của kỳ lân chí tôn lần thứ hai được hắn tinh luyện ra dung hợp với sức mạnh hắc ám trong vùng thiên địa này nhanh chóng luyện hóa trở thành sức mạnh trong thân thể của hắn. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.